cả nhà nha. Rồi hôm nay mẹ Bằng Lăng mua được một ít hèo già cả nhà với huyết lòng và thịt bằm, và mẹ Bằng Lăng sẽ dồn với cả nhà sẽ dồn bột nha. Rồi nguyên liệu của mình gồm có này cả nhà, mẹ Bằng Lăng mua nè: rau quế, ngò gai, hành, củ cải đỏ, củ hành, ớt, chanh đó thì mình để mình rửa nè cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng vào bếp làm một cái món rất là đặc biệt này, món khoái khẩu của mẹ Bằng Lăng nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng làm, heo này mới làm rất là ngon nha cả nhà. Thay thì mình xài thịt bỏ nha cả nhà, cho nó không có bị cứng nha. Rồi mình cùng làm nha. Thêm mình đổ muối với chanh nha cả nhà. Ngọt nước cả nhà. Mình đi luộc nha cả nhà. Đây, sản phẩm của mình đã hoàn thành. Và đây là nồi nước thì cả nhà, mình để ít hành với củ hành, ớt với mình để ít chanh cho nó thơm nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả ruột dồn vô nha cả nhà. Rồi bây giờ bữa ăn của chúng ta đã hoàn thành, cuộc dồi thành công, rất là ngon và hấp dẫn cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình nha. Mến chúc cả nhà có một buổi ăn ngon và nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chào tạm biệt cả nhà nha.